video chéo này có gì hot mọi người mà bán tới 500 lượt lặp mọi người ơi. Đây nha, lại review kỹ hơn tại sao bán được nhiều như thế nha. Đây, xem về dây nè. Đây nha, dây có mút đệm vai, đệm lưng cho mọi người, rất là thoải mái luôn, đeo nặng không sợ đau nha mọi người. Rồi, thêm một cái nó mút đệm bụng nữa nha mọi người, bụng đệm, bụng đệm lưng cho mọi người nữa. Đấy nha, và đựng được rất nhiều đồ cho mọi người khi đi câu hoặc là đi chơi, đi dã ngoại này kia luôn cho mọi người nha. Đây, mở ra cho mọi người xem được những gì bên trong nha. Đây, trong đây nè, có hộp đựng mồi nè, hộp đựng mồi một mặt bên mình này, hộp đựng mồi này, dây câu này. Đây nha, mới có một ngăn thôi đấy mà đựng được rất nhiều đồ luôn nha. Và túi này sẽ có 3 ngăn nha mọi người. Một ngăn to mình đã mở ra cho mọi người xem rồi đúng không? Có một ngăn phụ ở đây nữa đây nha mọi người. Đây, một ngăn phụ này. Và ở đây thêm một ngăn nữa nha mọi người. Đựng được cái máy ngang luôn này. Máy ngang luôn nha mọi người nha. Máy ngang luôn. Đây, rồi. Còn những cái chỗ này, những cái thanh này mọi người có thể được kìm nha mọi người nha. Được kìm luôn nha. Đây. Và có chỗ đựng chai nước cho mọi người luôn. Đấy, lý do bán được 500 cái nha mọi người.